Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Rồi chào Tâm. Tâm kính chào quý vị khán giả gần xa mọi miền đất nước. Hôm nay Tâm có đem cái malo mai tàn về, mong quý vị khán giả vô xem này coi cây nào được giúp ủng hộ giùm Tâm nha. Địa chỉ của Tâm đây là ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0376994790. Rồi cô chú vô xem like giùm Tâm nha. Rồi quý vị xem thấy ưng ý cây nào cái alo trực tiếp cho Tâm ha. Thì số điện thoại của Tâm thì mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Em này mã số 1 thì chiều cao em nó khoảng tầm là 1m6 nha quý vị. Tán ngang em này gọn gọn khoảng chừng 70 ngang ha. Rồi xương cành đây kéo ra từ đỉnh xuống nha quý vị. Em này ra chừng 2 hoặc 3 cơi nữa là đẹp ha. Rồi đế luôn ha quý vị. Đế không bự ha, chè đều bầu luôn. Rồi vô hoành luôn. Hoành này to lắm luôn á. Bao nhiêu đây? 22. Rồi nay là Tâm mua được cái thước mới rồi nè quý vị. Rồi giao luôn như đây. Mã số 1 này 500. 500. Rồi đúng cây. Rồi mã số 2 luôn. Rồi mã số 2. Rồi mã số 2 thì em này cao tầm khoảng là một tính mét thôi nhưng quý vị tán ngang khoảng tầm 80 ngang ha. Tàn em này cũng tròn tròn nè, tay cành thì đều ha quý vị nè, xương cành lực quá, xương ngang ngang nè. Số 2 đẹp lắm anh. Em này ơi, nó có hiện tượng là mắt trúc nha quý vị, nu mắt trúc á, hang ngẩn ngẩn trong cái thân á, nhìn cũng đẹp mắt ha. Rồi đế nè, tàn đều luôn, đế đều luôn nè. Rồi vô hoành luôn đi Tâm. Hoành 20. Rồi cho luôn nha. Mã số 2 550. 550 rồi quý vị. Rồi xuống cây. Anh chị nào nhanh tay cho mã số 2 nha, đẹp theo lắm luôn. Anh. Mã số 3 luôn. 3 ha. Rồi mã số 3 này khá là cao nhưng ha quý vị. Cao đó cái đỉnh hai qua dưới cái dù ha. Cái dù đó đó ha. Cái dù ra này chứ. Cao chắc khoảng lấy 7 thôi ha. Rồi tán ngang tầm khoảng 80. Đây. Rồi đồng chủ nó đây ha. Xương cành này cũng xương ngang nè, khích khích nào quý vị. Đó, xương khích ha, thốc thân thấp luôn. Để luôn, để đây. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 17. 17 hoành, giao luôn như Tâm. Mã số 3 này 400. 400, rồi xuống cây. Rồi, mã số 4 luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 4 luôn. Rồi, mã số 4 thì em này cao tầm khoảng 90 nhưng quý vị tán ngang khoảng tầm 70 ha. Rồi xương cành luôn. Rồi đế luôn nha quý vị. Đế còn bự bự ha. Tứ diện có đủ hết nè. Rồi mình cho cái hoành luôn. Giá thì rất yêu thương luôn. Hoành 16. 16 hoành. Giao lưu mã số 4 này 300. 300. Rồi xuống cây. Mã số 5 luôn. Rồi số 5 lên luôn. Rồi mã số 5. Rồi mã số 5 thì em này cao mình lấy 1m7 nha quý vị. Tán ngang lấy 80 ha. 80 ngang cao thì khoảng 1m7. Rồi tay cầm ha. Rồi em này cái nắp dưới cũng bể bể được cục ha, cục vàng vàng đó. Nắp nứt. Nứt nắp. Rồi để đây, để cũng đều luôn nè. Rồi vô cái hoành luôn nha. Hoành 16. Rồi 16 hoành, vô luôn nha em. Mã số 5 này 350. 350, rồi đúng cây. Rồi mã tiếp theo. Mã số 6 luôn. Số 6 thì em này cao tầm khoảng là 90 ha. Rồi tán ngang khoảng 60. Này tay cành đều từ đỉnh xuống cái gốc luôn nè, phân bố đẹp ha. Rồi để tứ diện luôn quý vị. Rồi vô hoành luôn đi em. Hoành 15. 15. Rồi vô luôn như đây Tâm. Mã số 6 là 208. Rồi xuống cây 208 rồi quý vị. Mã số 7 luôn.
Rồi tiếp theo luôn, mã số 7 ha. Rồi mã số 7 quý vị, em này cao hết đỉnh thì chắc khoảng 1,5 m nha quý vị, còn tán ngang khoảng 80 ha. Đây độc chủ nó đây ha, hết đỉnh này thì khoảng tầm 1,5 m đây. Rồi xương cành luôn, xương cành đặt đó ha, đoạn này đặt hết trên đế là cái gì, đế đặt hết trên qua xa đế rồi, hai tầng đế luôn. Rồi vô cái quành luôn, quành 17 quành. Rồi có luôn nghe mã số 7 là 500 500 quý vị. Rồi xuống cây mã số 8 luôn, rồi số 8 luôn quý vị. Rồi mã số 8 thì em này cao tầm khoảng là 1,1 m nha quý vị, tán ngang khoảng tầm 80 ha, 80 ngàn. Rồi xương cành luôn cũng đều ha. Rồi đế luôn, đế thì cũng đều tứ diện luôn, mặt nào cũng có hết đây. Rồi mình vô cái vành luôn ha, nghe nghe em. Rồi quanh 14 cho luôn nha em, mã số 8 này 250. Rồi 250 là bao ship toàn quốc đó anh chị. Rồi, ơi vô cái okay này đi, mã số 9 luôn. Rồi số 9 mã số 9 thì em này cao tầm khoảng 80 nhưng quý vị, tán ngang khoảng 70 ha. Rồi xuống cành tích 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 nè, đều luôn ha. Rồi đế luôn. Rồi vô cái hoành luôn đi em, hoành 14 14 hoành cho luôn. Mã số 9 là 220 220. Rồi xuống cây, rồi tiếp tục luôn mã số 10 luôn. Rồi mã số 10, rồi mã số 10 thì em này cao tầm khoảng là 1,5 m nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng 80 ha, 80 ngàn. Rồi xương cành luôn, xương cành ha, phân bố cũng đều ha. Rồi đế luôn, số 10 đế đẹp nha. Rồi vô cái hoành luôn, giá ghi sẵn luôn. Hoành 21 21 hoành, rồi báo giá luôn. Mã số 10 là 400 400. Rồi đúng cây yêu thương. Rồi mã số tiếp theo luôn, mã 11 luôn. Rồi mã số 11 đi quý vị. Rồi em này cao tầm khoảng là 1,4 m ha. Rồi tán ngang tầm khoảng này cũng khoảng 90 ngang nha quý vị. Rồi độc chủ ra ha, xương cành, cành nó lắng quắn ha, chống liễu ha. Nó chứ không phải liễu nha quý vị. Rồi để đây quý vị, để đặt hết trơn ha. Rồi cho cái quành luôn em, để này gắt ha. Gắt à, cây này gắt luôn á. Quành 18. Rồi 18 quành để gắt ha, giao luôn nhiêu đây em. Mã 11 là 550 550. Rồi xuống cây mã 12. Rồi 12. Rồi mã 12 thì em này cao lấy 1,2 m luôn. Rồi tán ngang tầm khoảng 80 nhưng không quý vị. Rồi xương cành luôn đây, cành cũng đều ha. Rồi đế còn bự bự không, đều đấy ha. Rồi cho cái hoành luôn đi Tâm, hoành 18 18 hoành. Rồi vô luôn như ta. Mã 12 này 450 450 rồi quý vị. Rồi xuống cây mã 13 luôn, 13 lên luôn. Rồi 13 em này cao lấy 1,7 m thôi nhưng quý vị, còn tán ngang em này chắc khoảng tầm 6 đến 70 ha. Này cũng tầng thông nè, đỉnh đây ha, ta cành từ đỉnh xuống nè, đều ở trên đây ha. Rồi để luôn, đế cũng đều luôn, bốn mặt luôn ha. Rồi mình vô cái hoành luôn yên tâm. Rồi cái hoành, hoành 16 16 cho luôn yên tâm. Mã 13 này 330 rồi xuống cây mã 14 luôn, 14 lên luôn.
Rồi mã số 14 này cao lấy khoảng 1m2 nha quý vị, đá ngang khoảng 70.000 ha. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ xương cành nha, mình đặt máy rất là chậm ha. Rồi để luôn, để này cũng gắt à, kính nó đơn ha. Rồi vô cái vành luôn, vành 17 vành. Rồi giá luôn như đem mã 14 này 420 420 để gắt luôn. Rồi đúng cây mã 15 luôn. Rồi 15 em này cao lấy 1m2 nhưng quý vị thôi lấy 1m1 để cho chắc ha, đá ngang khoảng 70 chắc cỡ 1m1. Rồi xuống đế ha, đế này cũng gắt ha. Mã 15 này đẹp á nha anh chị. Đế kìa nè, quá xá luôn, dưới luôn. Rồi vô vành luôn, vành 19 vành luôn. Rồi vô luôn như E8. Mã 15 này 450 450 để gắt luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp mã theo 16 luôn. 16. Rồi 16 thì em này cao tầm khoảng là lấy 1,5m nhưng quý vị, còn tán ngang nó khoảng 90.000 ha. À, quý vị không thích tông cao thì cắt lụng dưới đây, lấy cái thằng tròn tròn dưới đây cũng đẹp nữa. 16 này đẹp nha. Xương cành nữa ha, cành cũng đều nha, cũng thích nữa ha. Đế thì còn chản chản luôn ha, bự 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 nè. Rồi mình vô cái hoành luôn, vành 18 18 vành giao luôn như đây tâm. Mã 16 là 450 450. Rồi xuống cây mã tiếp còn quá quý vị. Rồi, ơi mã số tiếp theo luôn, mã 17 luôn. Rồi mã số 17 em này cao lấy 1m2 thôi nhưng quý vị, rồi tán ngang lấy 60 ha, 560 vậy ta, hồi lấy 50 đi ha. Đọc chủ nè, đó xíu xíu tên này ha. Rồi tay cành luôn. Rồi đế luôn nè quý vị, à, nhỏ mà đế cũng quá xa đế như đây ha. À, rồi vô cái vành luôn, vành 14 14 vành. Rồi mã 17 này 200 200 mà quý vị. Rồi xuống cây mã 18 luôn. Rồi lên luôn. Rồi mã 18 thì em này cao tầm khoảng là 1m đi ha, đá ngang tầm khoảng 90 mét chắc có hơn, đến mét đi. Rồi đế luôn, đế đây, đế cộng bự 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 không nè. Đó rồi mình vô cái vành luôn ha, để nó cộng nào nó chạm chạm nè, u nu hiền mụi luôn. Vành 19 rồi, 19 vành. Rồi vô luôn như tâm, mã 18 này 400 400 quý vị. Rồi đúng cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, 19. Rồi mã số tiếp theo 19 nha quý vị, mã số vừa rồi là 18 nha. Rồi em này cao khoảng tầm hết đỉnh khoảng 1m7, tán ngang em này chắc khoảng 1m1 nha quý vị, 1m1 à. Đẹp cành nha. Em này cũng đẹp quá nè ha, đều đẹp đều hết trơn nè, giá cũng đẹp luôn. Rồi xuống đế luôn, giá ghi sẵn rồi đó. Rồi vô cái quành luôn ha, quành 20 rồi, 20 quành báo giá luôn. Mã 19 là 500 500 rồi xuống cây mã 20 rồi, 20 mã số 20 cao tầm khoảng là 1m1 nha quý vị, tán ngang khoảng 60 ha. Rồi đọc chủ đây, xương cành luôn. Rồi để cộng bự bự luôn. Rồi vô cái vành nó luôn nè. Vành 17 17 vành. Rồi giao lưu nhiêu đây em, mã 20 này 320 320. Rồi xuống cây mã 21 luôn.
Rồi mã số 21. Rồi mã số 21 thì em này cao khoảng tầm là hết đỉnh chắc khoảng 1,5 m quý vị. Đá ngang em này khoảng 1 m. Rồi chủ ơi. Xương này cũng ngang 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 ha. Xương cũng thích thích nè. Để dưới quá xa để dưới luôn ha. Điều vàng điều đế. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 16. 16 hoành. Rồi báo giá. Mã 21 này 450. 450. Rồi xuống cây. Mã 22. 22. Rồi chiều cao khoảng 1,2 m. Đá ngang khoảng 80 ngang. Rồi xương cành luôn. Xương cành đậm đà đậm đục luôn. Rồi để luôn quý vị. Rồi mình vô cái quành nó luôn ha. Cái còng cũng bự 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 nè. Quành 17. 17. Rồi, mã 22 này 450. 450. Yeah, rồi xuống cây. Mã 23 của clip luôn. Rồi nay quay chỉ có 23 mã thôi ha. Rồi cao lấy 1,5 m nhưng quý vị tá ngang khoảng 80 ha. Cắt tỉa tàn thông ha. Đó, tay cành đều đều luôn. Đó, đều tứ diện ha. Đế cộng nè. Bự bự bốn mặt có đủ. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 16. 16 hoành. Tại cành đều như vậy nè. Đều từ dưới lên trên luôn ha. Rồi giá luôn như đây. Mã 23 này 380. 380. Rồi cuối clip giờ lời gì không Tâm? Dạ cuối clip Tâm mong quý vị khán giả vô xem rồi cái ủng hộ chốt cây giùm Tâm nha. Tâm xin chào quý khán giả.